Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 4, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp tục tiếp xúc với cử tri một số địa phương. Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan. Lễ dâng hương tưởng niệm 1981 năm ngày hóa của Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đại biểu Trần Khánh Thu có buổi tiếp xúc với cử tri 33 xã thị trấn của huyện Kiến Sương. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cử tri huyện Kiến Sương cơ bản nhất trí với nội dung kỳ họp, đồng thời kiến nghị các cấp ngành xem xét quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ đê kè đoạn qua địa phận xã Hồng Tiến, tu bổ sửa chữa nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc thu phí tại một số bến đò trên tuyến sông Hồng từ Thái Bình sang Nam Định, làm tốt công tác giữ gìn bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là tại các gia trại trang trại. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, khẳng định các ý kiến đều sẽ được tổng hợp để gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình và huyện Kiến Sương ghi nhận trả lời cử tri bằng văn bản và sớm giải quyết theo từng vấn đề cụ thể. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy và Vũ Thư. Sau khi được thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri các địa phương kiến nghị một số vấn đề như giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên mầm non đã nghỉ việc, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ dôi dư, xây dựng cơ sở vật chất phù hợp, tránh lãng phí đối với các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri cũng kiến nghị cần xử lý nghiêm tình trạng tham ô hối lộ, cơ chế hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người cao tuổi về chăm sóc sức khỏe và y tế. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và làm rõ một số ý kiến của cử tri, đồng thời chuyển kiến nghị của cử tri tới Quốc hội trong kỳ họp tới. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan. Sự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm làm việc với tập đoàn Boskalis và công ty Royal Vanguard về lấn biển, xây dựng cảng biển và tập đoàn Pondera về điện gió ngoài khơi. Tập đoàn Boskalis có kinh nghiệm trên toàn cầu trong lĩnh vực khai hoang lấn biển, bảo vệ bờ biển, nạo vét và cung cấp dịch vụ hàng hải. Tập đoàn đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như đã ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam như TNT và Hateco. Tập đoàn này đang tham gia trong dự án xây dựng và vận hành trung tâm logistics Cái Mép Hạ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty Royal Vanguard là nhà thầu quốc tế hàng đầu thuộc sở hữu của công ty hàng hải quốc tế tại Hà Lan với hơn 150 năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp các giải pháp sáng tạo để nạo vét cải tạo đất từ biển, bảo vệ các khu vực ven biển, mở rộng và duy trì các bến cảng đường thủy, triển khai thực hiện các công trình hàng hải và dự án ngoài khơi. Tại các buổi làm việc, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giới thiệu khái quát vị trí địa lý, tiềm năng phát triển của tỉnh Thái Bình và một số định hướng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển kinh tế hướng biển. Sau khi nghe các công ty giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm và sở trường thế mạnh trong các lĩnh vực hoạt động và trao đổi với các đại biểu, phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, tỉnh đang có nhiều chính sách ưu đãi lớn nhất của Việt Nam đối với các dự án đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là sự đồng hành với các nhà đầu tư của chính quyền tỉnh, coi việc của nhà đầu tư chính là việc của tỉnh. Thái Bình đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất của các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Đồng chí cũng thông tin thêm về vị trí tiềm năng để phát triển,
các dự án điện khí LNG và điện gió ngoài khơi của tỉnh và các định hướng phát triển lớn trong thời gian tới, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo hướng mở rộng ra phía biển. Với định hướng phát triển năng lượng xanh sạch trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời các công ty đến khảo sát, nghiên cứu tại tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn tập đoàn Boskalis, công ty Royal Vanoss và tập đoàn Pondera nghiên cứu hợp tác với các nhà đầu tư trong nước để triển khai các dự án về lấn biển, xây dựng cảng biển điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi và một số nội dung khác. Với những lợi thế và tinh thần cầu thị sẵn sàng hợp tác, quyết tâm cao của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cam kết Thái Bình luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn Boskalis, công ty Royal Vanoss và tập đoàn Pondera và các đối tác doanh nghiệp Vương quốc Hà Lan đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh. Đoàn công tác đi thăm trang trại điện gió của tập đoàn Pondera tại tỉnh Friesland. Đại diện các tập đoàn doanh nghiệp đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình thời gian qua và tiềm năng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là quy hoạch phát triển theo hướng biển. Các doanh nghiệp sẵn sàng các hoạt động hợp tác, tư vấn, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và mong sớm được đến thăm khảo sát tại tỉnh. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến chào xã giao ông Ngô Hướng Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn đại sứ đã hỗ trợ giúp đỡ tỉnh trong thời gian qua và mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thái Bình trong thu hút các nhà đầu tư Hà Lan, đồng hành cùng tỉnh và doanh nghiệp hai bên trong việc kết nối, triển khai các dự án hợp tác. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa văn hiến yêu nước cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhận thức của các cấp các ngành của cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng lên, công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết được triển khai tích cực sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Việc giáo dục chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện về năng lực trí tuệ đạo đức, nhân cách được quan tâm. Các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh đã và đang được quan tâm bảo tồn, lưu giữ và phát huy. Việc đưa văn hóa truyền thống của địa phương vào truyền dạy trong trường học bước đầu thu được kết quả tốt. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 10 năm thực hiện nghị quyết. Đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc và các nghị quyết chỉ thị kết luận chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phát triển văn hóa con người Việt Nam. Chúng ta phải tiếp tục quán triệt cái nghị quyết 33 và nghị quyết 04. Làm sao có phải sự đi sâu và nhận thức và cái chuyển biến thành hành động của các ủy chính quyền về xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người Thái Bình chúng ta. Chúng ta rà soát lại các cái chương trình kế hoạch để chúng ta bổ sung cho nó hoàn thiện, để chúng ta tổ chức thực hiện cho nó hiệu quả. Đặc biệt là cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cái hội nghị văn hóa toàn quốc, từ quan điểm, từ đánh giá, từ giải pháp rất rõ. Cái nữa là chúng ta phải nâng cao cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa, trong giáo dục và trong phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến yêu nước cách mạng của quê hương. Đồng chí đề nghị đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, con người trong sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững đất nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rà soát, ban hành các cơ chế chính sách để tạo môi trường thuận lợi phát triển văn hóa.
Đồng chí yêu cầu phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể, tạo điều kiện thuận lợi cho văn học nghệ thuật phát triển, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, quảng bá hình ảnh văn hóa con người Thái Bình với bạn bè quốc tế, gắn với thu hút đầu tư và phát triển văn hóa du lịch của tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Thái Thụy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp trên 17 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 164 nhà đại đoàn kết. Các tổ chức hội đã tiến chấp cho trên 17.000 lượt hộ hội viên vay vốn, hỗ trợ hơn 2.200 lượt học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thái Thụy đề ra 8 mục tiêu và các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến năm 2025, cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, quỹ vì người nghèo hai cấp hàng năm đạt từ 2 tỷ đồng trở lên. Đại hội đã hiệp thương bầu 61 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thời gian tới. Sáng nay, Hội Lập vườn tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tới chúc mừng. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Làm vườn các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới, có thể kể đến phong trào sản xuất VEC giỏi được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng. Từ đây xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Nhiệm kỳ mới, Hội Làm vườn tỉnh Thái Bình tăng cường hơn nữa công tác xây dựng hội, ngày càng vững mạnh toàn diện, phát động và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua làm kinh tế VEC giỏi, thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Tại đại hội đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, đồng thời ra mắt ban chấp hành khóa mới. Ngành nông nghiệp và các địa phương cần tiếp tục bám sát đồng ruộng, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh kịp thời hiệu quả. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khi kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa xuân trên địa bàn huyện Thái Thụy và huyện Đông Hưng. Qua kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa, diễn biến sâu bệnh hại lúa tại các xã Thụy Văn, Thụy Thanh, huyện Thái Thụy và xã Đông Động, huyện Đông Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của ngành nông nghiệp và các địa phương trong công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên đồng ruộng. Đồng chí lưu ý, vụ xuân năm nay, mật độ sâu cuốn lá nhỏ rất cao, các địa phương và nông dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp tăng cường cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh hại khác, giúp nông dân thấy rõ nguy cơ, mức độ gây hại để có biện pháp phòng trừ đúng thời điểm, đạt hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tránh tình trạng lưu hành kinh doanh thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Khuyến cáo nông dân áp dụng thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm hiệu quả thời gian phun trừ. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Vũ Thư hiện có hơn 100 km đê các loại với hai tuyến đê chính là đê sông Hồng và đê sông Trà Lý. Những năm qua, mặc dù huyện đã có nhiều nỗ lực trong công tác duy tu bảo trì các tuyến đê, đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, ở một số địa phương thì tình trạng vi phạm hành lang đê điều vẫn xảy ra. Tôi đang đứng tại khu vực đê sông Hồng thuộc địa phận xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư. Và như quý vị và các bạn đã thấy, thì tại đây có một doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng đã đổ vật liệu ngay sát vào thân đê như thế này. Và điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của thân đê. Không chỉ vi phạm một lần, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng này còn tái phạm nhiều lần. Theo chính quyền địa phương, dù đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở, song họ vẫn không chấp hành. Cho đến nay, chính quyền xã cũng bất lực trước tình trạng này. Một số bến thì cũng đã có cái hiện tượng là tức là cũng có cái vi phạm, thì chúng tôi cũng đã có cái là mời vào xã phối hợp với đê điều, cũng đã lập biên bản và đề nghị khắc phục là sẽ khắc phục ngay cái việc mà đổ sát tại chân đê đảm ảnh hưởng đến đê điều. Chúng tôi cũng đã có cái văn bản là đề nghị là khắc phục lại, nhưng mà một số cái chủ bến là người ta cũng chưa thực hiện. Dù thừa nhận vi phạm hành lang đê điều, song một số chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn quanh co với nhiều lý do được đưa ra.
Tôi là biết là vi phạm rồi, nhưng mà ý là nó chỉ có ít, nói chung là thế thì cứ đổ tạm thời tí, xong có thì lại bán hết một ngày một hai lại cho đi mà. Trong khi đó, một số địa phương duyên giang khác lại có cách làm hiệu quả trong công tác quản lý hành lang đê điều trên địa bàn. Tại xã Tân Lập, không xuất hiện tình trạng bến bãi vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng đến kết cấu thân đê. Ủy ban xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các chủ bến bãi và các cái chủ phương tiện là thực hiện đúng các quy định của nhà nước về tải trọng để đảm bảo an toàn cho mặt đê và cũng như là công tác phòng chống thiên tai đối với các cái tuyến đê trên địa bàn xã. Vấn đề về hành lang bảo vệ đê điều thì chúng tôi đó là điều đầu tiên, bởi vì công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn được đưa lên hàng đầu của doanh nghiệp. Thế cho nên là thực tế mà nói là đây chỗ doanh nghiệp chúng tôi đã cách ở 500, cách với mặt đê là 500 km rồi. Rõ ràng công tác quản lý của chính quyền cơ sở là rất quan trọng nhằm ngăn chặn ngay từ ban đầu những vi phạm. Rộng hơn nữa, các quy định của luật đê điều, luật phòng chống thiên tai cần phải được thực hiện nghiêm túc nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa những nguy cơ, sự cố khi mùa mưa bão đang tới gần. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số 76 của Bộ Chính trị khóa 12 và nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đối với Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thái Bình và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị học tập quán triệt những nội dung của kết luận, nghị quyết sâu rộng tới toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời cụ thể hóa kết luận, nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình hành động, đề án để tổ chức thực hiện hiệu quả. Cấp ủy các cấp chủ động nắm tình hình, đưa nội dung kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận, nghị quyết vào chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của đơn vị. Trong đó chú trọng kiểm tra giám sát việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Đồng chí trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 76 của Bộ Chính trị và nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị thư ký đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo của đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước tới cán bộ cựu chiến binh chủ chốt trong toàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, vấn đề an toàn giao thông đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm. Trong khi đó, các cựu chiến binh là những người có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng, đồng thời đang đóng vai trò tích cực, nòng cốt tại nhiều địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng chí mong muốn buổi tập huấn là dịp để các cựu chiến binh tiếp cận thêm những nội dung mới, góp phần vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại mỗi địa phương. Hội nghị cũng sẽ giúp các cựu chiến binh hiểu rõ hơn chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay, tiếp cận những luồng thông tin chính thống trong việc định hướng dư luận, từ đó đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực phản động. Tiếp đó, các đại biểu được nghe truyền đạt một số nội dung chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Sáng nay tại Đền Tiên La, Ban Quản lý Di tích Đền Tiên La, Đền Buộm, Đền Rẫy đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 1981 năm ngày hóa của Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục. Lễ dâng hương tưởng niệm 1981 năm ngày hoáng của Đông Nhung Đại tướng quân được tổ chức trang trọng thành kính, tưởng nhớ tri ân công đức của vị nữ tướng anh hùng đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sau lễ dâng hương, làng ghi lễ rước Thánh mẫu thỉnh kinh về chùa Tiên La và lễ rước Thánh mẫu hồi cung, thả hoa đăng và phóng sinh. Đây là nghi thức quan trọng thể hiện mối quan hệ dung hòa gắn kết giữa tín ngưỡng thờ mẫu và Phật giáo, góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo mời quý vị theo dõi mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh,
một trong những giải pháp đang được thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo thời gian qua đó là mở rộng không gian đô thị. Nhiều dự án quan trọng đang được triển khai thực hiện, trong đó có dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa. Đây là dự án trọng điểm góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, dự án nhận được sự đồng thuận của người dân.